Ba thực phẩm ăn quá nhiều sẽ làm cho xương giòn, uống nhiều sữa cũng vô dụng. Ba thực phẩm sau đây được coi là đứng đầu bảng trong danh sách thực phẩm làm cho xương giòn. Nhiều người nghĩ rằng chỉ ở vào giai đoạn trung niên và cao tuổi mới cần bổ sung canxi. Thực tế, đối với cấu trúc sinh lý của con người, khoảng 30 tuổi hàm lượng canxi xương của con người sẽ đạt đến giá trị cao nhất, sau đó sẽ giảm dần. Đến giai đoạn trung niên, canxi trong xương sẽ bị mất đi nhanh hơn, làm tăng xác suất loãng xương. Ngoài những yếu tố này, sức khỏe của xương cũng phụ thuộc nhiều yếu tố khác, bao gồm cả thói quen ăn uống. Có những thực phẩm nếu ăn thường xuyên sẽ dễ dàng làm cho xương bị giòn, ngay cả khi bổ sung nhiều sữa cũng có thể không bù đắp được sự mất canxi. Xác suất loãng xương sẽ trở nên lớn hơn. 1. Dưa muối. Nhiều gia đình rất thích ăn dưa muối trong các bữa cơm. Dưa muối chứa một lượng lớn muối, khi các ion natri trong muối vào cơ thể vượt quá mức tiêu chuẩn sẽ làm cho lượng canxi bị mất đi theo thời gian, nó có thể gây ra mối đe dọa cho sức khỏe xương. Vì vậy, để xương khỏe mạnh, cố gắng ăn dưa muối càng ít càng tốt. Ngoài dưa muối, có rất nhiều thực phẩm cũng chứa hàm lượng muối cao như nước tương, cá muối, thịt sông khói, xúc xích. Tốt nhất bạn cũng nên ăn ít các thực phẩm này. 2. Đồ uống có ga Nhiều người thích uống đồ uống có ga vào mùa hè, nhưng bạn có biết rằng đồ uống có ga sẽ ảnh hưởng nhiều đến canxi trong cơ thể, trở thành đồng lõa của sự thiếu canxi. Trong đồ uống có ga có một lượng lớn phốt pho. Nếu tiêu thụ nhiều sẽ dẫn đến sự mất cân bằng canxi và natri của cơ thể. Khi lượng phốt pho vượt xa canxi, cơ thể để bài tiết nhiều phốt pho hơn cũng sẽ tiêu thụ nhiều canxi hơn. Do đó, thiếu canxi ngày càng nghiêm trọng sẽ gây loãng xương. 3. Thịt mỡ Thịt mỡ chứa một lượng lớn vào dâu tin và chất béo. Nếu ăn quá nhiều, có thể khiến cơ thể nạp một lượng calo vượt quá tiêu chuẩn. Hàm lượng cholesterol cao gây ra béo phì. Béo phì gây căng thẳng cho các cơ quan khác nhau của cơ thể và xương cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, tiêu hóa và hấp thụ chất béo đòi hỏi gan tiết ra một lượng lớn mật. Cơ thể tiết mật quá mức, hệ thống tiêu hóa bị phá hủy cũng sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi của cơ thể. Điều này cũng không có lợi cho sức khỏe của xương, bao gồm cả khả năng bị giòn xương. Nếu mật độ xương tiếp tục giảm, theo thời gian sẽ dẫn đến sức mạnh xương giảm, tăng độ giòn, trường hợp nghiêm trọng cũng có thể xuất hiện gãy xương trong giai đoạn đầu của loãng xương các triệu chứng thường chủ yếu là suy nhược toàn thân hoặc đau lưng nếu không được kiểm soát hiệu quả giai đoạn sau sẽ gây hại nghiêm trọng cho cơ thể bổ sung canxi hợp lý cần chú ý những gì hầu hết mọi người cảm thấy rằng miễn là mỗi ngày uống một ly sữa là có thể thúc đẩy sức khỏe xương tránh xa loãng xương bởi vì trong sữa có lượng canxi cờ dâu tin phong phú sự thật không phải như vậy ngay cả khi sữa có những chất dinh dưỡng đó nhưng cũng còn phụ thuộc vào sự hấp thụ của cơ thể Đồng thời, cần có các thói quen sống tốt khác để hấp thụ canxi tốt hơn. Có 3 việc cần làm để bổ sung canxi cho cơ thể tốt hơn. Một, Ăn các loại thực phẩm giàu canxi khác Muốn bổ sung canxi không phải chỉ uống sữa mà có thể ăn các loại thực phẩm giàu canxi khác như bông cải xanh, tảo bẹ, rau tía tô, các loại đậu, các sản phẩm từ sữa. Các thực phẩm này cũng rất giàu canxi, do đó thúc đẩy sức khỏe xương, ngăn ngừa loãng xương. 2. Phơi nắng đúng cách Bổ sung canxi cũng cần phải liên quan đến ánh nắng mặt trời. Nhiều người về cơ bản không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vì sợ giám nắng. Nhưng ánh nắng mặt trời rất hữu ích cho sức khỏe. Tiếp xúc ánh mặt trời đúng cách có thể giúp cơ thể tổng hợp vitamin D tự nhiên. Lượng vitamin D thu được đầy đủ có thể đóng vai trò là chất xúc tác, cho phép cơ thể hấp thụ canxi nhanh hơn, do đó đạt được tác dụng bổ sung canxi tốt. 3. Tập thể dục Tập thể dục đầy đủ là một trong những phương pháp bổ sung canxi. Để cơ thể duy trì lưu thông và trao đổi chất bình thường, lượng chất dinh dưỡng được hấp thụ, thì tập thể dục là điều cần thiết. Tập thể dục khoa học không chỉ có thể tăng cường sức đề kháng, thúc đẩy lưu thông máu toàn thân mà còn duy trì sự trao đổi chất tốt. Loại quả cùng họ với mít cung cấp cho cơ thể tới 85% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Quả sake là nguồn cung cấp kali, vitamin C, axit pantothenic, vitamin B5, thiamin. B1 và chất xơ tuyệt vời, từ đó đem lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Quả sa kê có họ hàng xa với quả mít, bên ngoài hình dáng rất giống mít và dễ bị nhầm lẫn. Hầu như tất cả các bộ phận của cây sa kê đều tiết ra màu mỏng, màu trắng sữa tương tự như mít. Tuy nhiên, sa kê không có muối, bên trong thịt quả màu trắng, mềm, có nhiều hạt đen lớn và có vị ngọt pha chút chua. 1. Giá trị dinh dưỡng của quả sa kê Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, trong 220 g sa kê cung cấp,

Vitamin B5, 1 mg; Folate, 30,8 mcg. Có một số điểm đáng lưu ý về giá trị dinh dưỡng của quả sake bao gồm: Mặc dù có hàm lượng cáp cao, nhưng sake được coi là thực phẩm có chỉ số đường huyết di từ thấp đến trung bình. Chất béo trong quả sake là chất béo không bão hòa đa. Đây là chất béo được biết là giúp giảm cholesterol LDL có hại, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Protein trong sake chủ yếu là leucine và lysine. Những axit amin thiết yếu này cần được tiêu thụ qua thực phẩm vì cơ thể không thể tự sản xuất ra chúng. Trong 220g sake cung cấp gần 64mg vitamin C, tương đương 85% lượng khuyến nghị hàng ngày cho phụ nữ trưởng thành và 71% cho nam giới trưởng thành. 2. Lợi ích sức khỏe của quả sake. Các chất dinh dưỡng và hợp chất thực vật trong quả sake mang lại nhiều lợi ích tiềm năng đối với sức khỏe, giảm đau khớp và cơ. Sake có chứa các hợp chất phenolic genolat hóa các hợp chất này bao gồm stilbenoid, flavonoid, coumarin và xanthin. Nghiên cứu chỉ ra rằng các hợp chất này có thể hữu ích trong điều trị đau thấp khớp và cơ bắp. Những tác dụng này có thể là do đặc tính chống viêm mà các hợp chất này mang lại, chống oxy hóa. Tác dụng có lợi của sake một phần là do tác dụng chống viêm của các hợp chất phenolic genolat hóa. Ngoài ra, các hợp chất phenolic genolat hóa còn có đặc tính chống oxy hóa. Chất này đã được nghiên cứu về hoạt động chống tiểu đường, ngăn ngừa béo phì, bảo vệ tim mạch, tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ thần kinh và đặc tính bảo vệ xương, ngăn ngừa nhiễm trùng đu vi khuẩn. Chiết xuất từ quả sake có chứa ethanol acetate và methanol đã được chứng minh là có tác dụng kháng khuẩn, đặc biệt đối với các vi khuẩn như Streptococcus mutans và pseudomonas eujergiener. Streptococcus mutans được tìm thấy trong miệng và góp phần tạo ra mảng bám và sâu răng. Pseudomonas aeruginosa -e có thể dẫn đến viêm phổi, nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng máu hoặc nhiễm trùng sau phẫu thuật. Thông thường, nguy cơ này gia tăng ở các bệnh viện với những người phải thở máy, đặt ống thông và bị bỏng hoặc phẫu thuật. Cung cấp axit amin thiết yếu cho cơ thể, Protein từ sake chứa tất cả các axit amin thiết yếu và đặc biệt giàu phenylalanine, leucine, isoleucine và valine. Quả sake có hàm lượng tổng số axit amin thiết yếu cao hơn so với các loại thực phẩm chủ yếu tương đương bao gồm lúa mì, ngô, gạo, khoai tây, đậu nành và đậu Hà Lan, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Theo một đánh giá của 41 nghiên cứu, mặc dù thực tế là nhiều nghiên cứu trong số này không cung cấp nhiều thông tin thực vật về quả sa kê, nhưng vẫn có đủ bằng chứng cho thấy loại quả này có thể có khả năng ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2, hỗ trợ sức khỏe mắt. Sa kê rất giàu carotenoid. ít là tiền chất vitamin A, có nghĩa là ít có thể chuyển hóa thành vitamin A do đó chúng giúp duy trì thị lực khỏe mạnh ngăn ngừa một số bệnh về mắt chẳng hạn như thoái hóa điểm vàng tốt cho tim mạch như đã đề cập một phần nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa nên sake còn rất tốt cho tim loại quả này được phát hiện có chứa chất phai toke cổ bảo vệ tim chống lại chứng sơ vữa động mạch một bệnh tim có đặc điểm là các túi tế bào bạch cầu hình thành từ từ trong thành động mạch khiến chúng dày lên cuối cùng sơ vữa động mạch có thể dẫn đến thiếu máu cục bộ cơ tim tắc nghẽn nguồn cung cấp máu đến tim có thể dẫn đến đau tim Năm 2006, sake được coi là một loại quả có triển vọng tốt để sử dụng làm thuốc bảo vệ chống lại căn bệnh rất phổ biến này. Một cách khác mà quả sake có lợi cho tim là nhờ khả năng chống lại cholesterol cao. Trong một mô hình chuột, chiết xuất methanol từ quả sake đã làm giảm tất cả nồng độ trong huyết thanh, máu và các triệu chứng liên quan đến cholesterol cao. Sake cũng cực kỳ giàu chất xơ. Chế độ ăn nhiều chất xơ có liên quan chặt chẽ đến việc giảm nguy cơ huyết áp cao, tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ bệnh tim khác, cùng với hội chứng chuyển hóa. Thêm nữa, sake có hàm lượng kali cao nên nó cũng có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi lượng kali thấp, nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh suy tim sung huyết. 3. Rủi ro sức khỏe khi ăn quả sake Dị ứng sake thường không phổ biến, tuy nhiên không có nghĩa là nó không xảy ra. Phản ứng dị ứng điển hình bao gồm phát ban hoặc viêm và sưng môi, lưỡi và miệng. Nếu bạn gặp phản ứng này sau khi ăn sake, hãy ngừng ăn ngay lập tức và đến gặp bác sĩ. Ngoài ra, ăn sake chưa chín có khả năng gây nguy cơ dị ứng cao, nhưng nấu sake có thể giúp ngăn chặn điều này xảy ra vì nó làm biến tính protein. 4. Cách bổ sung quả sake vào chế độ ăn uống Mặc dù là một loại trái cây, nhưng sake thường được sử dụng trong nấu ăn, chế biến thành các món hầm, chiên, nướng. Dưới đây là một số món ăn phổ biến được làm từ sake. Sake chiên chọn những quả sa kê chín vừa tới, có vỏ ngoài mềm và màu vàng nhạt. Ngâm và gọt sách trong thau nước để mủ không bám vào tay và giúp sách không bị đen. Cắt cùi và gọt bỏ phần vỏ xanh. Sau đó cắt thành các miếng vừa ăn. Ướp miếng sa kê với một chút đường và để yên trong khoảng 15-20 phút cho ngấm. Chuẩn bị một bát bột chiên giòn và một bát trứng đã đánh bông. Nhúng từng miếng sa kê vào trứng, sau đó lăn qua bột chiên giòn để miếng sa kê được phủ kín bột. Đun nóng dầu trong chảo với lửa vừa phải, khi dầu đã nóng, thả từng miếng sake vào chảo. Chiên cho đến khi các miếng sake có màu vàng đều và giòn rụp, vớt ra và để lên giấy thấm dầu để loại bỏ dầu thừa. Sake chiên có thể được thưởng thức nóng, có thể rắc thêm chút đường phấn lên trên để tăng hương vị. Nấu canh sake Chuẩn bị nguyên liệu, quả sake chín, thịt gà hoặc thịt lợn, các loại rau củ như cà chua, hành tây, và các loại gia vị như muối, đường, hạt nêm rửa sạch và cắt nhỏ thịt gà hoặc thịt lợn, đồng thời rửa sạch quả sa kê, bổ đôi, loại bỏ phần lõi trong cùng và cắt thành từng miếng vừa ăn. Phi thơm hành tây đã cắt nhỏ trong một ít dầu ăn, sau đó thêm thịt đã sơ chế vào xào đến khi săn lại, thêm nước vào nồi và đun sôi, sau đó cho cà chua và các loại rau củ khác vào nấu chung. Khi nước sôi, hạ lửa và nêm gia vị cho vừa khẩu vị. Tiếp tục đun khoảng 10-15 phút cho các nguyên liệu ngấm gia vị. Cuối cùng, cho miếng sake vào nồi canh, đun thêm khoảng 5 phút nữa là có thể tắt bếp. Nhìn chung, quả sa kê chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa nên có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật. Bạn có thể bổ sung loại quả này vào chế độ ăn uống một cách thường xuyên. Lương y bật mí một bộ phận của lợn cực tốt cho sinh lý đàn ông, vợ biết cách tầm bổ chồng sẽ sung mãn. Phần này của lợn có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết, hỗ trợ chứng thận hư, liệt dương, xuất tinh sớm, trị bất lực cho đàn ông bằng đuôi lợn. Sinh lý phái mạnh có thể được cải thiện thông qua dinh dưỡng hàng ngày. Trong đông y, chứng bất lực ở nam giới có thể điều trị theo phép bổ thận lương y đa khoa bùi đắc sáng hội đông y hà nội cho rằng các cặp vợ chồng có thể sử dụng các nguyên liệu rất quen thuộc trong cuộc sống như thịt vịt tôm nõn đuôi lợn để chế biến thành các bài thuốc chữa liệt dương xuất tinh sớm di tinh đuôi lợn cũng là một trong những bộ phận quý giá nhất của con lợn mỗi con lợn chỉ có một chiếc đuôi nhỏ vì thế không phải lúc nào cũng sẵn có để mua tuy nhiên nếu mua được đuôi lợn thì vừa chế biến được nhiều món ăn dai giòn thơm ngon lại còn bồi bổ cho sức khỏe theo đông y, đuôi lợn có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết, hỗ trợ chứng thận hư, liệt dương, xuất tinh sớm. Bài thuốc trên món ăn tốt cho sinh lý đàn ông từ đuôi lợn như sau. Bài 1. Chuẩn bị 250g đuôi lợn, 250g tục đoạn, 250g đỗ trọng. Cách làm, đuôi lợn sơ chế sạch rồi đem hầm như cùng hai vị thuốc trên. Ăn liên tục trong 7 ngày sẽ có tác dụng bổ chung, ích khí, cương cử mạnh, khỏi bệnh di tình. Bài 2. Chuẩn bị đuôi lợn 100g, chân bì một miếng, hạch đào 10 hạt bào vỏ, lạc 10 hạt, muối ăn. Cách làm, đuôi lợn làm sạch, chặt từng khúc ngắn. Đun nước sôi rồi thả đuôi lợn, chân bì, hạch đào, lạc đậy kiến giảm lửa hầm nhừ, ăn nóng. Ngoài ra, từ nguyên liệu là đuôi lợn, chúng ta có thể làm nên nhiều món ăn trên bài thuốc có tác dụng chữa đau lưng, mệt mỏi, ù tai. Các món có tác dụng trị bệnh từ đuôi lợn có thể nói đến là canh đuôi lợn với lạc, canh hạt rẻ đuôi lợn, canh đuôi lợn nấu cùng đào và lạc. Hai lợi ích quan trọng của đuôi lợn đối với chị em phụ nữ. Một, giúp phụ nữ có bộ ngực săn chắc hơn. Nếu muốn thưởng thức một món ăn có tác dụng cải thiện tình trạng chảy xệ của núi đôi, chị em nhất định phải nhớ tới món đuôi lợn. Lý do bởi bộ phận này có chứa lượng protein cao giúp tăng cơ, làm săn chắc cơ, cải thiện vòng ngực. Hơn nữa collagen dồi dào trong đuôi lợn khiến ngực phát triển, giúp chúng căng tròn hơn. 2. Cung cấp lượng collagen dồi dào cho phụ nữ. Đuôi lợn chủ yếu là da, sụn, gần. Do đó nó có chứa nguồn collagen dồi dào. Việc ăn đuôi lợn sẽ giúp collagen trong cơ thể được bổ sung, giúp làm chậm quá trình da nhăn nheo, khô héo, giúp da trắng sáng, đàn hồi tốt và dẻo dai hơn. Đồng thời, collagen còn giúp bồi bổ cho xương khớp, giúp móng khỏe, tóc mượt mà hơn. Không những vậy, hàm lượng chất béo trong da lợn lại không cao như thịt lợn, do đó không gây tăng cân nhanh nếu như thưởng thức ở liều lượng phù hợp. Lưu ý, người cao huyết áp, tim mạch, béo phì thì ăn càng ít đuôi lợn càng tốt. Vì lớp mỡ trong đuôi lợn chứa nhiều cholesterol có thể khiến bệnh thêm trầm trọng, mỗi tuần chỉ nên ăn món đuôi lợn một lần, không nên quá lạm dụng món ăn này. Còn tùy vào cơ địa và thể trạng mỗi người mà bài thuốc sẽ có những tác dụng sớm hay muộn. Mọi người không nên lạm dụng những bài thuốc này mà nên thực hiện theo liều dùng của lương y để đạt hiệu quả những tốt nhất. Những thực phẩm nhất. đại kỵ với dưa hấu, tuyệt đối không ăn chung kẻo ngộ độc, suy nhược lá lách. Dưa hấu là loại quả chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như vitamin A, B6, c Copen và Citrulline. Tuy nhiên, không phải ai ăn dưa hấu cũng tốt và không phải ai cũng biết ăn dưa hấu đúng cách. Dưa hấu có khoảng 92% nước, không chỉ có hương vị tuyệt vời mà còn có rất nhiều lợi ích sức khỏe và sắc đẹp. Loại quả này không chứa chất béo và là nguồn vitamin A, B6 và C tuyệt vời, chứa kali và các hóa chất thực vật có lợi như lycopene và citrulline. Hàm lượng chất xơ trong dưa hấu rất tốt cho giảm cân. Loại trái cây thịt đỏ này tuy tốt cho sức khỏe nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều hoặc với một số người mắc bệnh, ăn dưa hấu có thể sẽ gây ra một số tác dụng phụ nguy hiểm cho cơ thể. Những người không nên ăn dưa hấu, người viêm loét dạ dày. Bệnh viêm loét dạ dày được đông y cho là do âm suy, nóng trong gây nên. Do dưa hấu có tác dụng lợi tiểu, người viêm loét dạ dày nếu ăn nhiều dưa hấu có thể làm cho toàn bộ phần nước cần thiết để phục hồi chỗ viêm loét bị đào thải ra ngoài, khiến tình trạng bệnh thêm kéo dài, người chức năng thận kém. Thận hoạt động kém làm cho chức năng bài tiết nước trong cơ thể giảm, dễ gây phù chi dưới và toàn thân. Người mắc bệnh thận nếu ăn quá nhiều dưa hấu sẽ gây ra tình trạng hấp thụ nước mà không kịp đào thải, do đó lượng nước tích trữ quá nhiều trong cơ thể. Thể tích máu tăng cao, gây ra chứng phủ nhanh và dễ suy tim cấp tính. Người mắc bệnh tiểu đường Người mắc bệnh tiểu đường nên ăn ít dưa hấu. Trong dưa hấu có 5% các loại đường, do đó ăn dưa hấu làm tăng lượng đường trong máu. Người bình thường do kịp thời phân dịch tuyến insulin nên đường trong máu, đường trong ống tiết niệu duy trì ở trạng thái bình thường. Còn người mắc bệnh tiểu đường do tuyến insulin hoạt động kém nên ăn dưa hấu sẽ làm tăng đường trong máu, nếu tình hình bệnh nặng có thể gây rối loạn trao đổi chất. Vì thế, người mắc bệnh tiểu đường nên hạn chế lượng đường hấp thụ mỗi ngày. Nếu ăn quá nhiều dưa hấu trong một ngày thì nên giảm lượng đường trong các thực phẩm khác để tránh tình trạng bệnh trở thành nghiêm trọng. Sản phụ Sản phụ ăn nhiều dưa hấu dễ gây tổn thương tỳ vị bởi thể chất của sản phụ tương đối kém và suy nhược. Đây là điều mà các sản phụ cần đặc biệt lưu ý và không nên ăn nhiều dưa hấu. Người bị cảm lạnh, dưa hấu là loại quả có tính hàn, giải nhiệt, được chế biến thành nước giải khát trong mùa hè mà rất nhiều người ưa thích. Đây là loại đồ uống thanh nhiệt rất tốt. Tuy nhiên, đối với người bị cảm lạnh, khi nhiệt độ cơ thể bị giảm xuống ở mức bình thường mà vẫn ăn dưa hấu thì sẽ làm cho cơ thể lạnh thêm, dẫn đến triệu chứng sốt cao, khát nước đau họng nặng hơn. Loét miệng Theo quan niệm của Đông Y, nguyên nhân gây bệnh viêm loét miệng là do âm suy nội nhiệt, suy hỏa thượng. Lúc này, nếu ăn quá nhiều dưa hấu sẽ làm lượng nước trong cơ thể bị bài tiết ra ngoài nhanh chóng, gây thiếu nước ở khoang miệng, làm cho miệng khô, nóng trong, khó điều trị bệnh tận gốc. Những thực phẩm đại kỵ với dưa hấu tuyệt đối không nên ăn chung. Thịt dê Thịt dê có mùi vị thơm ngon và chứa nhiều chất dinh dưỡng, nên được chế biến thành nhiều với món với công dụng bổ dưỡng cho sức và giúp cơ thể giữ ấm tự nhiên. Tuy nhiên, sau khi ăn thịt, dê và bạn chám miệng bằng dưa hấu thì sẽ dễ gây ra những hậu quả ngoài mong muốn. Bởi vì thịt dê mang tính nóng, vị ngọt còn dưa hấu lại là tính lạnh. Việc kết hợp sẽ bị tổn thương khí, khiến bên trong cơ thể không thích nghi được tính nóng, lạnh cùng một lúc, gây ra các triệu chứng về rối loại tiêu hóa, đau dạ dày và nặng hơn là dẫn tới ngộ độc thực phẩm các loại thịt chứa lượng đạm cao, thịt là món ăn phổ biến, vì thế mà nhiều lúc vô ý bạn kết hợp thịt với dưa hấu trong một bữa ăn, điều này lại vô tình khiến chất dinh dưỡng trong cả hai loại thực phẩm bị giảm đi và còn ảnh hưởng tới sức khỏe. Lý do bởi vì thịt có tính nóng, nhiều protein khi kết hợp với dưa hấu có tính lạnh và chiếm tới 94% là nước. Với lượng nước lớn như vậy, nó sẽ làm loãng các chất dinh dưỡng, đặc biệt là protein khiến dịch dạ dày tăng lên, gây khó tiêu và ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa. Bên cạnh đó, nó còn rất nguy hiểm với những ai đang mắc chứng bệnh suy nhược lá lách. Chuối Bạn không nên kết hợp chuối với dưa hấu bởi vì trong dưa hấu có hàm lượng đường cao, giàu kali và chuối cũng rất giàu kali. Việc sử dụng hai loại trái cây này sẽ khiến cơ thể dung nạp quá nhiều kali và không thể tiêu thụ hết được. Đối với những người suy thận vì kali được thải qua nước tiểu, khi suy thận kali bị ứ động trong cơ thể và khiến kali trong máu tăng cao trên 6,5 mol, từ đó có thể làm tim loạn nhịp, dẫn tới ngừng tim đột ngột gây tử vong bất cứ lúc nào mà không có triệu chứng báo trước hải sản hải sản vốn dĩ đã có sẵn tính hàn do đó khi ăn tốt nhất nên tránh ăn kèm với những thực phẩm mang tính hàn như dưa hấu bên cạnh đó theo đông y hải sản có chứa nhiều loại protein bổ dưỡng nhưng cũng có những protein lạ khi ăn hải sản cùng với dưa hấu có tính lạnh vào cơ thể sẽ tạo ra những kháng nguyên gây ra các triệu chứng chứng bụng khó tiêu đầy hơi đặc biệt là cũng có thể gây ngộ độc như da nổi mẩn đỏ ngứa khó thở sữa chua. Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn tốt cho điều hòa ruột, còn dưa hấu là nguồn cấp vitamin và chất xơ rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu hai thực phẩm này kết hợp lại sẽ gây đầy bụng, khó tiêu, bởi vitamin C chiếm tỷ lệ lớn trong dưa hấu, có vai trò là một chất chống oxy hóa, giúp cải thiện sức khỏe làn da và tăng cường chức năng của hệ miễn dịch. Khi kết hợp sữa chua với vitamin C trong dưa hấu sẽ đẩy lượng axit lên cao dễ gây hại cho người bị đau dạ dày. Lâu ngày với sự kết hợp này sẽ ảnh hưởng và ăn mòn thành dạ dày gây ra các bệnh về dạ dày, đường ruột, gây rối loạn tiêu hóa và nặng hơn là bị ngộ độc thực phẩm. Kem, dưa hấu và kem sẽ gây ảnh hưởng không tốt với sức khỏe như bị rối loạn tiêu hóa, đau bụng, bởi vì dưa hấu có tính hàn. Lạnh khi kết hợp với kem lạnh sẽ tăng thêm mức độ lạnh bên trong cơ thể. Nhiệt độ bên trong cơ thể vốn ổn định, khi gặp thực phẩm lạnh đột ngột sẽ khiến cơ thể bị tê cứng, không kịp thích nghi vì thế sẽ hỗn loạn và dẫn tới bị rối loạn tiêu hóa lạo xạo trong bụng